gì mình xuống. Anh thấy gì nè? Cái gì tôi có ai kéo mạnh đi chạy. Kéo có điện qua đây. Rồi kìa. Chào ông chơi. Rồi hội thi thả diều năm nay nhắm đợt dễ nhất không? Dễ nhất. Dễ nhất ha, bên đây giải mấy đây? Dễ nhất đi chú ơi. Hai đứa dễ nhất thì biết chấm làm sao? Rồi diều này làm nhiêu tiền rồi? Bảy chục ngàn diều bên đây nè. Chắc không tốn đồng bạc luôn á. Bảy tỷ. Bộ độ chấp bình chung con được hạng nhất diều quay đẹp luôn nha. Phù hộ bộ độ. Diều bị gắt này, diều bị gắt này rồi. Cái này cá chép quá rồng cái gì hả? Rồng bay nha, bữa nay rồng bay cao à. Rồi bên đây của em là gì? Cá chép. Dạ, cá heo. Cá chép nè. Cá do giống cá dơ, cá đuối quá vậy. Cá này kêu bằng cái gì? Dạ, con cá chép lai cá heo. Cá chép lai cá heo à? Mình sắp theo cây cờ đó. Ê, cái này là bồ câu tượng trưng cho hòa bình quá. Đúng rồi. Rồi, hay quá. Có ý tưởng nha. Diều này kêu bằng diều gì vậy anh? Diều thùng hả? Còn mà nói chung với người không biết là tao nói là cái lồng đèn của Trung Quốc anh. Còn mà truyền thống của mình là diều thùng. Ở đây là có diều, diều này là hơi lạ nhất nè. Tứ linh. Tứ linh hả? Trời, tứ linh nha, tứ linh cho năm cho chuyến này linh lấy giải phải không? Dạ. À, ấy giờ mình chỉ là thả chơi thôi, hôm nay mình thi nữa rồi sao phải không? À. Em cũng đạt dễ nhất trong cái đợt này. Thì cái cho khán giả biết là cái cảm xúc em như thế nào, có vui không? Vui anh. Em từ đâu tính đâu lấy giải nhất đâu. À, tức là mình thi mình nghĩ là đi không chơi thôi. Có được giải như cao như vậy phải không? Yeah. Nhưng mình được giải cao gì cũng vui. Dạ anh xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có đến huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đây là ngày lễ hội thả diều truyền thống lần thứ nhất năm 2024 tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì bà con giờ này đến đây cũng rất là đông rồi, chuẩn bị những con diều nè rất là bắt mắt, những kiểu rất là đẹp. Cho nên thì các bạn đã tranh thủ đến đây để chuẩn bị cho cái ngày thi lần đầu tiên ở huyện Châu Phú của chúng ta. Thì mời khán giả cùng theo dõi một đoạn video của Lê Thanh nha. Ở thì vô một cái cánh đồng này rất là rộng khán giả. Thì ở Châu Phú của chúng tôi thì năm nay là lần đầu tiên có hội thi thả diều đó khán giả. Thì bà con cũng thường thường thì thả diều chơi thôi. Năm nay tổ chức hội thi thì các bạn cũng tranh thủ để chọn những con diều rất là đẹp để thi giành giải trong ngày hôm nay. Đó thì ở trước cộng đồng nha. Trước hát nhạc lắm trầm rồi, không biết sao đây. Rồi, có chỗ giữ xe cho bà con luôn đó. Ê, chào ông trai. Rồi, hội thi thả diều năm nay nhắm đợt dễ nhất không? Dạ, đợt dễ nhất. Đợt dễ nhất bên đây, giải mấy đây? Dễ nhất đi chú ơi. Hai đứa dễ nhất thì biết chấm làm sao? Rồi diều này làm nhiêu tiền rồi? Bảy chục ngàn diều bên đây nè. Chắc không tốn đồng bạc luôn á. Bảy tỷ. Bảy tỷ. Bạn trẻ này là diều này sẽ đạt dễ nhất như khán giả. Rồi chú cũng cổ vũ cho con nha. Rồi hy vọng đạt dễ nhất diều này nè. Rồi thấy mấy diều bạn sao, thấy nó đẹp không? Hả? Thấy mấy diều của bạn bên đó thấy sao, thấy có đẹp không? Rồi chúc mừng con chuẩn bị được đạt dễ nhất. À, kênh An Giang Lê Thanh đó chị. Chị đi thả diều hả, chị đi coi. Đi coi hả? Rồi. Đây có những chú diều rất là dữ dằn luôn khán giả. Nay chúng ta sẽ được chiêm nghiệm ngưỡng những chú diều nha. Dạ. Rồi, diều này đầu tư hết nhiêu rồi anh trai? Diều này đầu tư hết nhiêu tiền rồi? Hả em, con diều này đầu tư cái gì? Diều này mình đầu tư hết nhiêu? Từ đây hết luôn á là cũng cỡ 300 mấy. 300 mấy chục ngàn ha. Rồi nhóm hôm nay mình đạt giải không? Cũng mong mà. Cũng mong ha. Đã thấy mấy con diều của mấy bạn mình đó không? Là đạt duy nhất đó. Ờ mấy bạn đó là diều đó đạt duy nhất đó.
mà anh xui chút thả lên nó biết. Rồi ổ mình tới 3 con là hả? Ừ. Đây. À, diều mình đây gọi là diều gì vậy em? Diều sáo hả? Thả lên là nó kêu queo 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 đó không? À. Không có sáo ha. Để nhà hả? Sao mình không đem sáo theo được cho nó có đặt dễ cao được? Lạng dữ lắm hả? Mạnh lạng ha. À, cái đó là có sáo đúng không? Thì chuông luôn ha. Nó dữ luôn rồi. Em trai, vừa mình là cái chủ đề gì, lồng khủng không vậy? Dạ, lồng với phụng. Lồng khủng ha, vừa lồng khủng. Tứ Linh. Tứ Linh hả? Tứ Linh ha, Tứ Linh cho năm cho chuyến này Linh lấy giải phải không? Dạ. Cho ba giữ giữ. Ấy giờ mình chỉ là thả chơi thôi, hôm nay mình thi nữa rồi, sao phải không? Dạ. À, mình ấy đậu dùm giùm. À. Rồi mình có nhắm năm nay mình sẽ có giải không? Có phải không? Bây giờ bay động lắm rồi đó. Nói chung thì cái giải là bình thường thôi, chủ yếu vui chính phải không? Dạ. Rồi chúc mấy em may mắn nha. Dạ, dạ. Rồi Tứ Linh, diều Tứ Linh luôn. Má trời diều luôn nè. Mỗi diều thì mấy em nó có một cái chủ đề nha khán giả. Này. Đó. Không biết diều này diều đuôi gì. Anh quen diều đó kìa, anh có. Dạ chắc 100 mét quá. Coi chừng đứt đôi, coi chừng đứt đôi. Quá trời con diều đuôi dài rồi. Ủa? Diều này lạ nha. Diều này kêu bằng diều gì vậy anh? Diều thùng hả? Còn mà nói chung với người không biết là tao nói là cái lồng đèn bên Trung Quốc anh. Còn là truyền thống của mình là diều thùng. Ở đây là có diều, diều này là hơi lạ nhất nè. Diều chuồn chuồn quá. Đây là con chuồn chuồn. Chuồn chuồn nha. Rồi, diều thùng, diều chuồn chuồn. Ôi trời, con diều này nó đuổi dài rồi. Đây, mình sẽ đi vòng vòng để... Rồi. Nó diều luôn rồi. Đây nè. Đây. Đó, cái con đó qua bên bãi đâu rồi, qua kế bên đây nè. Dạ chị. Là ca sĩ mà đi thả diều nữa kìa. Chị, diều của chị là chủ đề gì vậy? À, tôi yêu Việt Nam á. À, tôi yêu Việt Nam. Đây thì ca sĩ Bảo Quyền nha khán giả. Đó, rồi diều. Rồi diều này hoành tráng nha khán giả. Rồi. Okay. Hồi nãy chút xíu giờ dậy nhậu nha. Rồi. 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 Điều này nó chạy. Thấy tao cười không? Thấy tao cười không? Tao cười rồi đó, mày chụp đi. Vậy vậy vậy. Bữa nay là chị lên YouTube luôn. Hả? Nghe nè, cái đội mình bao nhiêu con diều vậy? Năm con. Năm con diều ha. Một đội 5 con là ấp 5 con đó. Dạ, ấp 5 con ha. À. Này chúc chị đạt giải cao nha. Giờ diều bay cao ha. Bay cao là giải cao đó. Đó là những con diều mình sát theo cái hướng của cây cờ đó đó. Cây cờ đó. Diều tập thể Bình Hưng 2 chúc hội thi thả diều truyền thống thành công tốt đẹp. Đây, cái này là bồ câu tượng trưng cho hòa bình quá. Đúng rồi. Rồi, hay quá. Có ý tưởng nha. Rồi, chúc tất cả anh em mình hôm nay là sẽ thành công nha. Rồi, có nhiều nói luôn kìa. Đây. Đó. Đâu. Đâu. Xây kiếm ta đi. Đó, nhiều luôn rồi. Các bạn hôm nay
mấy con bữa nay là ủng hộ đội nào hay là ủng hộ hết luôn? Ủng hộ hết luôn ha. Rồi sao không có đem diều thi chưa vậy? Không biết thay diều hả? Trời, thay diều quá dễ mà không biết ăn này. cũng nôn nao và háo hức nha. À, chim én luôn, mình YouTube luôn đó. Đội mình ở đâu? Số 10 luôn vậy. Trời ơi, số 10 này hả dữ lắm á. Số 10 đại dữ. Nè, nó chỉ ổng đi cho ổng. Sao cái mình đầu tư nhiều mình nhiêu tiền rồi? Nó còn không biết. Bất cỡ ha, hồi nãy nhiều của mấy em kia là đầu tư là không đồng mà đòi giải nhất rồi đó. À, đây chút xíu mình coi ha. Quá chà. Đồng này đẹp à. Vậy là tất cả diều sẽ dồn qua bên phía bên đây hết á bà con. Đây, các bạn bên đây là mình sẽ qua quay con diều này nha. Bên đây thì gọi là diều tứ linh đúng không? Bên đây chắc cho chú ơi, cái này cá chép quá rồng cái gì hả? Rồng bay ha, bữa nay rồng bay cao à. À, bên đây của em là gì? Cá chép nè. À, cá giống cá dơ, cá đuối quá vậy. Cá này kêu bằng cái gì? Cá chép lai cao. Mình sắp theo cây cờ đó. Một cây cờ là một đội đó. Lê Thanh Tâm. Chung gà, chở xe lấy số đều. Tức là con diều này lớn quá hay sao ta? Là bự hơn, là không được á. Tại vì ta có cái hai này. Nè, chưa ngang diều nè mấy anh coi nè. Sáng cho thẳng xuống. Nè, có nhiêu rồi. Sao có thẳng? Bạn để không bạn hay là ngang này. Nó lấy cái này. Cái đường mình biết đường lên sơn không? Chờ đi, chờ. Bây giờ nhìn sáng rồi. Đây thì giống như khi mà ban tổ chức á, thì cũng có cái điều lệ hội thi, bề ngang bao nhiêu, bề dày bao nhiêu, nó đúng rồi cái khuôn khổ. Lớn quá thì cũng không được, nhỏ quá cũng không được đó các giả. Cho nên cái gì cũng có cái quy định và cái công bằng. Con diều đó, diều này chắc bự à nha, diều này bề ngang bự à. Quá bự rồi, bề ngang quá bự rồi. 7 mấy xóm lộng quốc. Số mấy? Vừa nhiều này tên gì? Hồng lại, ấp lại. Hồng đó, Hồng đó. Phan Văn Hùng phải không? Phan Văn Hùng này, đúng số đông. À, chắc có lẽ là con diều này là đuôi dài nhất ở trong cái hội thi này luôn á. Phải không? Dài nhiêu mét em? Dài chắc khoảng 20 không? Em không biết nữa. Ừ, mà thấy dài quá, dài hơn mấy diều kia phải không? Chắc em có suy nghĩ càng dài là cái giải càng cao quá. Em thấy chú diều đây đang test nè, lặng quá trời luôn nè. Đây nè, trời luôn. Vui là chính đi đúng anh. À, vui là chính, vui là chính. À, nhưng giải thưởng là 10. Vui chính giải thưởng là 10. Lúc đó thì cũng có chênh lệch á, nhiều giống như là chênh lệch về phân á cũng chắc không sao đâu. Đây đang diều Bình Thành. Đây rất là nhiều diều nha. Nên mình kiếm diều đặc biệt không vắng nè. Này chim én hay là chim yến? À, yến là khác, én là khác. Cái này én rồi. Tại xã bên Mỹ nuôi yến nhiều quá là làm yến luôn. Rồi. Yến à. Nhiều này từ ấy giờ có thả lần nào chưa? Cũng bay hả? Như vậy là bay đó hả? Ngộ ha. Cũng kháng kiến hay à. Nhiều thùng nữa nè. Hôm nay đặc biệt đó, hôm nay thấy nhiều thùng này đặc biệt nè, không giống nhiều của ai nè. Đậu ăn có nước chưa? Nước
Đây nè, quá trời luôn. Nguyên đoạn đường mấy chục dừa luôn mà. Ô, dừa màu cam luôn. Dừa màu cam. À, cái đội mặc áo màu cam đó, dừa màu cam luôn ha. Hay ha. À. Quá nhiều luôn à. À, xin chào quý khán giả, thì hội thi thả diều năm 2024 thì có tiêu chí chấm điểm như sau. Thì ban giám khảo sẽ chấm điểm dựa theo 3 tiêu chí, mỗi tiêu chí là 10 điểm, gồm các tiêu chí sau: diều có độ cao nhất, diều có độ đầm, diều có màu sắc đẹp nhất. Quy định chung thì chiều cao dây diều tối đa khoảng 200m đó. Kết cấu khung hình bằng tre và trúc. Kích thước khung diều chiều ngang tối đa 1m2, chiều dài tối đa 1m6, khung diều bằng bọc ni lông. Và tất cả các diều dự thi phải là diều tự sáng tác, không mua diều trên thị trường. Diều dự thi phải đúng theo quy cách hoặc số báo danh đã đăng ký với ban tổ chức. Các đội thi phải có mặt tại điểm thi trước 30 phút. Về cơ cấu giải thưởng thì ban tổ chức sẽ trao giải cho các cá nhân như sau: giải nhất là 1.000.000 đồng, hai giải nhì mỗi giải 500, và ba giải ba mỗi giải 300, và 10 giải khuyến khích mỗi giải 100.000. Thì các bạn về dự thi thả diều năm nay thì Lê Thanh cũng có phỏng vấn, thì các bạn ấy chủ yếu vui là chính, còn giải thưởng có không có thì không quan trọng nha. Tiểu à, tiểu à, trời chơi gì ai chơi lại đi chơi mà đem nhang theo nữa, nhang luôn nè, nhang theo luôn, nó chơi nhang để chấm những cái xúc đó đang dài mà. Rồi hy vọng đội mình sẽ được hạng nhất. Mình ở đâu vậy anh trai? Ở Bình Dương anh. Đội trưởng hả? Đội trưởng thả diều hả? 26, 27 luôn à. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình như ngày kìa. Tức là mình chuẩn bị diều này mấy ngày mới được mấy diều này vậy em? Có 10 ngày. 10 ngày hả? Mình đầu tư hết nhiêu rồi? Không, tiền không có nhiêu. À. Chỉ có vài trăm ngàn thôi. Ồ, vài trăm ngàn. Bỏ công bao nhiêu. À, mấy anh em hùng lại ha, chơi vui vẻ là chính ha. Tốn công nhất là cái sườn á. Sườn ha. Cộng phù ha. Chuốt đồ cho nó bóng đồ. Bọc mình dán nữa, cao su nó dán lên cũng ngon lắm. Là 5 con diều là tuần lễ không? Có 3 con này làm lâu nè. 3 con làm lâu. Ai kia chút xíu rồi, ai kia làm 2 tiếng rồi xong rồi. Đây con chuồn chuồn nó cơm phù không? Con chuồn chuồn bị thùng nhất con gì bé. Chuyện chút nữa vô đội này luôn nè, áo cam nè. Rồi, chút nữa vô đội luôn nè. Áo cam luôn. Đội mình có cái khẩu hiệu gì không? Có con hiệu rồi, lấy con diều này làm cắm hứng nè. Con diều chuồn chuồn nè. Chuồn chuồn là thấy nắng là bay cao đó quá. Giống như chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay dừa thì lâm râm đó phải không? Bay trời mưa hết bay đó. Mưa là hết bay. Cái này gió mạnh nè. Gió mạnh phải không? Diều chuồn đầm. Đầm á. Con diều chuồn gió càng mạnh nó càng đầm. Ồ, diều chuồn có. Bữa nay diều chuồn đáng tưởng đó. Diều chuồn gió càng mạnh. Ủa nếu như theo như anh chia sẻ như vậy á, thì có sự mâu thuẫn của các con diều không ta? Con diều thùng càng mạnh càng đầm, đổi lại nếu con diều này mà mạnh quá thì nó hơi chúi á. Đúng rồi, nó lắc. Ngàn ăn thua mình ý tưởng mà anh, ăn thua ý tưởng ban đầu mình chuẩn bị. Sao mình không có ý tưởng làm dừa thùng giống người ta ta? Không được hả? Sao mình không có làm dừa thùng? À, trong đội luôn phải không? Ờ, có đội này bữa nay có lý à. À, chim én nè, chuồn chuồn nè. Cái đen đen là gì? À, trắng cũng bình thường, có dừa thùng á. Thì trong cái đội mình bữa nay là thấy có ấn tượng rồi đó, những chú diều này đó. Rồi, chúc đội mình thành công tốt đẹp nha. Chuẩn bị rồi nha. Thì các tôi đi cũng ra chuẩn bị để thả diều lên. Đây,
cái đội nào sẽ đạt giải cao nhất trong cái hội thi thả diều lần thứ nhất năm nay nha bà con. Thì cũng bà con đến đây xem cũng đang chờ đợi. Đội nào cũng có cổ động viên cổ vũ. Rồi. Kìa các bạn nói quá chạy luôn kìa, chiều bị gất này ơi. Chiều bị gất này, chiều bị gất này ơi. À, có nhiều thùng trong kỳ vậy đó. Thấy có nhiều thùng kỳ vậy. Đây rồi. Nhiều thùng số 2. Nhiều thùng ruột giấy vậy thôi. Rồi thôi. Rồi nhiều thùng ruột giấy rồi bà con ơi. Rồi chạy quá trời luôn rồi, tranh thủ rồi. Thấy vậy nhiều khi lúc mà thả chơi á thì diều bay rất là đẹp, rất là đầm, nhưng tới thi thì nhiều khi cái gió đó nó sẽ làm cho những con diều nó sẽ cao đảo, không có giống như lúc ban đầu nha. Bây giờ có những chú diều đang rất gió đó. Ờ diều này có thi không? Có ở đây sửa diều hả? Con nào bay cao rồi. Đó. Thì hiện bây giờ là các bạn mình đang thả diều nha. Quá đẹp luôn này. Giờ này là diều đang lên này nha. Tất cả diều đang lên này. Chặn trước luôn rồi. Sao lại nhiều đó bị vậy ơi? Giờ bị vậy. Rồi, con dê của ta đè dây chặn xuống rồi. Đè dây chặn xuống luôn hả? Rồi. Cái này giống như hên xui á. Chạy qua đổi dây. Chạy qua đổi dây lại. Đúng rồi, đổi dây. Đúng rồi. Đó. Đổi dây lại. Gặp sự cố nha khán giả, nhiều lúc cũng phải gặp sự cố, không có giống như ý muốn được, tại vì thả diều gần nó diều bay lạng qua lạng lại đó, có lúc cũng phải gặp sự cố như vậy. Trừ khi diều bay tốt quá rồi diều kế một bên lạng qua thì nó sẽ chặn dây lại. Rồi cố lên nha.
Thâu dây đâu, thâu dây đâu. Đang đang trong cái lúc là tranh tài nha dạ. Màu xanh đi xuống dưới hết. Màu xanh đi xuống dưới hết. Đi dưới không? Có nhiều ta phải điều khiển chứ. Động thế là lo đi được tôi không chở. Phải điều khiển nhiều chứ. Đã, phải chở đã. Đúng rồi, phải vừa phải điều khiển mới được. Chứ đi đi rồi đó, nhấp nhấp rồi mới được. Nhấp nhấp để cho nó lên. Cưa dây luôn rồi. Cưa dây luôn rồi. Giật đi, giật đi. Cái cọng dây này thấp chủng dưới vậy. Không là không cao ha. Giờ có coi giống con diều sáu đó, hai diều sáu cao ha. Đi hay hơn ha. Chú dùng hết kỹ năng, kinh nghiệm, trải nghiệm, kiến thức rồi đó. Lúc đầu bay lên đầm lắm mà giờ đông quá rồi không dám lên. Né cũng chết cười nhiều, nhiều lúc cũng gặp sự cố đang quay tốt. Con diều nó bên kia nó lạng qua cũng đi luôn. Con chạy con đem lại tuốt kia, tuốt kia. Rồi nãy giờ kêu quay tao nó cái lô nãy giờ thịt nó giống luôn. Ngủ rồi. Vậy đi hả? Ông Khảo đang chấm điểm nghe khán giả. Ôi diều đẹp quá. Giữ quen, giữ quen. Giữ quen, giữ quen. Mình thả dây xuống, thả dây cho gì mình dùng xuống. Giữ quen, xuống luôn. Kéo lên xuống rồi, kéo lên xuống rồi. Thả dây mình xuống, thả dây ra, thả dây ra. Tụi của ai kéo mạnh đi vậy? Kéo qua đường qua đây. Rồi kìa. Kéo lên lên. 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 Quấn dây lên, quấn dây lên, quấn dây. Quấn dây. Thả từ từ để cho nó lên. Ông Hùng đừng cho lên quá. Đúng quá đúng Hùng ơi. Ông dám cho lên tặng. Rồi tự dựng vô, tự dựng cho lên tự. Lên đi lên. Lên đi cao lên chứ. Khoan kiếm đường mới lên được, kiếm đường mới lên được. Dừng ơi, dừng ơi, dừng ơi. Quá thả đi, thả đi, thả luôn. Thả luôn. Kéo kéo Hùng xả ơi. Ơi. Được rồi, được rồi. Không nha. Giữ đây, giữ đây. Con mua sáu nữa trên mây chứ. Được. Mày sao mà tới mây. Tới con chăn. Tôi có nhiều quà túi chả nhờ nó chóc mấy này. Quá tích cực rồi. Chị Bảo Quyên quá tích cực luôn rồi.
và trao giải thưởng cho các đội thi đạt giải tại cuộc thi thả diều truyền thống xã Bình Mỹ năm 2024 ngày hôm nay. Và đầu tiên sẽ là giải khuyến khích. Ban tổ chức xin công bố giải khuyến khích gồm 10 giải dành cho 10 đội thi. Và xin kính mời các đại diện các đội có tên tôi đọc sau đây tiến lên bục để nhận giải của ban tổ chức. Bình Trung, Nguyễn Minh Tuấn, số báo danh 25, địa chỉ ấp Bình Thành, và Phạm Tuấn Thanh, số báo danh 41, thuộc đơn vị trường Trung học Phổ thông Bình Mỹ. Thì áo cam không vậy? Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Dương Văn Trung, phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú lên trao cờ và giải thưởng, và nhà tài trợ Lê Quốc lên trao quà cho các đội thi. Xin trân trọng kính mời. Xin kính mời đại diện các đội có tên sau đây tiến lên bục để nhận giải của ban tổ chức. Và giải nhì thuộc về Ngô Văn Tây, số báo danh số 16, thuộc đơn vị ấp Bình Tân. Lê Vũ Phương Bình, số báo danh 09, thuộc đơn vị ấp Bình Chánh 1. Xin kính mời. Chức xin trân trọng kính mời ông Đinh Văn Đình, phó trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Châu Phú lên trao cờ và giải thưởng, và ông Lê Quốc lên trao cờ trao quà cho các đội thi. Xin trân trọng kính mời. Không biết giải nhất thuộc về ai đây? Và sau đây ban tổ chức xin trân trọng công bố giải nhất của cuộc thi thả diều truyền thống xã Bình Mỹ năm 2024 đã thuộc về đội Ngô Hòa Nhân, số báo danh 21, thuộc ấp Bình Thành. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phan Văn Vấn, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân xã lên trao cờ và giải thưởng, và nhà tài trợ Lê Quốc lên trao quà cho đội thi. Xin trân trọng kính mời. Là mình diều sáu mình được giải nhì hả? Con diều kia. Tức là diều lần kia. À vậy sáu duy nhất anh giải nhì ha. Dạ. Vậy cũng chúc mừng vui, là vui vẻ vậy là em ơi. Nói chung chơi có giải là vui à, cho dù giải khuyến khích. Vui là chính. À đúng rồi. Chúc mừng nha. Mình hẹn năm sau mình đặt giải cao hơn nữa. Rồi rồi. Xin chào quý bà con và khán giả, thì nãy giờ mình có quay một đoạn video là thả diều lần thứ nhất tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì qua cái hội thi vừa rồi thì Lê Thanh cũng thấy là em trai này đạt giải nhất trong hội thi này. Thì em trai có thể chia sẻ là con diều này làm khoảng bao lâu không? Em làm nếu mà làm có 2 ngày anh. 2 ngày có kinh phí nhiều không? Thì chung mà che với bọc trong có 100.000 đô lại à. Anh thấy những chú diều truyền thống thì rất là dễ làm, rồi chú diều này em có thấy khó làm không? Khó. Khó làm á. Ngày phương tới 2 giờ sáng em. Nhưng mà thấy cái độ bay, em thấy độ bay nó rất là đầm mà xa nữa, đứng luôn. Là lúc mà khi mà em chỉ thả là thả mẫu thôi là anh thấy cái con diều này là anh đã để ý rồi. Mà không ngờ là em cũng đạt giải nhất trong cái đợt này. Thì cái cho khán giả biết là cái cảm xúc em như thế nào, có vui không? Vui anh. Em có đâu tính đâu lấy giải nhất đâu. Tức là mình thi mình nghĩ là đi không chơi thôi. Có được giải như cao như vậy phải không? Nhưng mình được giải cao gì cũng vui. Đó thì xin chào khán giả, thì cái chung cuộc thi thì cũng thấy có người thắng người thua, có giải cao và giải thấp, và đặc biệt có những cái giải là không có giải luôn. Nhưng mà Lê Thanh nghĩ vui là chính thôi. Cái vụ giải này thì chỉ là cái một cái tinh thần động lực cho mình năm sau mình có thể mình tham gia nữa ha. Trước tiên chúc mừng em nha. Hy vọng hội thi lần sau em sẽ đạt giải giữ chức vô địch nữa nha. Em tên gì nãy giới thiệu? Em tên Nghĩa. Tên Nghĩa ha. Nghĩa ở ấp nào? Em ấp Bình Tân á. Ấp Bình Tân, xã Bình Thủy. Nhà Bình Mỹ. Xã Bình Mỹ ha. Yeah. Thôi một nữa chúc mừng em và cùng đội nha. Nhưng mà cho anh hỏi trong cái đội em là được mấy giải? 2 giải. Giải nhất em giải chung nhất là hai con này là hai giải hết nè. Giải nhất với giải ba đúng không? Giải ba đúng rồi. Rồi ok quá hay. Thôi một nữa cũng chúc mừng em, mà sau đó cũng cảm ơn khán giả đã theo dõi một đoạn video của Lê Thanh. Chúc khán giả một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Lê Thanh chào khán giả, hẹn khán giả những video tiếp theo.